Ngày 31 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề Thời trang tóc David Kiên đã diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi Học viên xuất sắc năm 2014, quy tụ các học viên đã qua các khóa học cơ bản và nâng cao của Trung tâm David Kiên. Thành phần ban giám khảo là các nhà tạo mẫu tóc có uy tín như nhà tạo mẫu tóc Vũ Hoa Huy, Chủ tịch Câu lạc bộ Tóc đẹp Việt Nam, nhà tạo mẫu tóc David Kiên, Chủ tịch Câu lạc bộ Tóc tiềm năng, nhà tạo mẫu tóc Dung Trần, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Tóc vào cuộc sống, cùng với các nhà báo đại diện các hãng mỹ phẩm như nhà báo Hoàng Mạnh Hà, chị Trần Thanh Hà, giám đốc hãng mỹ phẩm Best Italia, v.v. Cùng với xu thế chung của xã hội ngày càng quan tâm hơn đến đào tạo nghề, điều đó có được là bởi tính thiết thực của đào tạo nghề mang lại. Một trong những ngành nghề khá hot hiện nay cũng như tương lai, đó chính là nghề tạo mẫu tóc. Nhu cầu làm đẹp, làm tóc của chị em phụ nữ ngày càng cao, các hair salon ra đời không chỉ phục vụ cho nhu cầu cắt tóc, gội đầu mà còn là chăm sóc, dưỡng tóc bóng khỏe, chống lão hóa và thiết kế design cho mái tóc. Thật khó có được một gương mặt, một phong thái hoàn hảo nếu thiếu đi một mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng. Vì thế, học nghề tóc vững vàng, không khó kiếm được một công việc ổn định với mức thu nhập khá. Đây cũng là ngành dễ mở salon kinh doanh riêng vì vốn đầu tư không nhiều. Ở Hà Nội có nhiều trung tâm đào tạo nghề tóc đã ra đời, trong đó phải kể đến Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề Thời trang tóc David Kiên, địa chỉ 47 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề Thời trang tóc David Kiên với giảng viên là những nhà tạo mẫu tóc hàng đầu, kinh nghiệm lâu năm và tận tâm trong giảng dạy. Các khóa học của Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề Thời trang tóc David Kiên bao gồm cơ bản đến các khóa học nâng cao, cắt nhuộm, uốn ép với xu hướng mới nhất, với các kỹ thuật kinh điển hay hiện đại để các học viên vững bước, thành đạt và vươn xa trong nghề nghiệp. Các học viên đã qua đào tạo tại Trung tâm David Kiên đều khẳng định rằng họ tự tin hơn với kiến thức nghề nghiệp của mình, cũng như được tiếp thêm niềm say mê, nhiệt huyết với công việc của mình đã chọn. Các đồng nghiệp, báo chí đều có những đánh giá cao về chất lượng dạy và học tại David Kiên. Ngoài các chương trình dạy và học, Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề tóc David Kiên cũng tổ chức những cuộc thi như Học viên xuất sắc năm 2014 diễn ra vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, giúp cho việc đánh giá chất lượng học viên minh bạch, khách quan, đồng thời là cơ hội để các em cọ sát, thể hiện hết mình về khả năng của bản thân, là kinh nghiệm để các em có thể tỏa sáng ở những sân chơi lớn. Các giải thưởng ngoài tiền mặt, phiếu mua hàng còn gồm có cả khóa học trị giá tại hãng mỹ phẩm tóc, khóa học kỹ năng giao tiếp và hướng nghiệp. Tuy nhiên, điều này có lẽ không quan trọng bằng việc thông qua cuộc thi này có thể nhận thấy các trung tâm đào tạo nghề tóc đang ngày càng hướng tới đào tạo bài bản, khẳng định được hiệu quả giá trị chân thực trong việc dạy và học, đồng thời sẽ ngày càng có những nhà tạo mẫu tóc trẻ được đào tạo bài bản, hoàn thiện các kỹ năng giúp cho ngành tóc ngày càng có vị trí và được khẳng định trong xã hội.